Hello, I'm teacher Gary and this is TA Annie and today we're going to talk about tally. So overall she shows a good understanding of the English language but needs to be careful with her grammar. Review things such as reading and use of past simple verbs. In class she's very keen and enthusiastic and always makes an effort to speak English and assist others. She can speak quietly at times, but her pronunciation is very clear and she's very well spoken. When writing, just needs to double check her answers to wean out any minor grammar errors that occur. Và luôn cố gắng để nói tiếng Anh nhiều cũng như là hỗ trợ các cái bạn khác ở trong lớp. Nhưng mà đôi lúc mặc dù phát âm rõ và nói hay nhưng mà bạn một con nói nhỏ, cho nên bạn cũng cần phải chú ý về điểm này và phương tiện thì bạn cũng cần phải coi lại đáp án, kiểm tra lại bài kỳ để tránh những chỗ sai không đáng có. Thank you.